cảm ơn quý vị trở lại cho phần cuối cùng điểm tin trong tuần với Nguyễn Khắc Hành và Lê Bích Trâm. Tiếp nối là bản tin xung quanh những phát biểu gọi là phản động của Chủ tịch Kim Ngân về giáo dục Việt Nam Cộng Hòa. Thưa quý vị, Chủ tịch Quốc hội Cộng sản Việt Nam là bà Nguyễn Thị Kim Ngân gần đây phải thừa nhận tính ưu việt của nền giáo dục thời Việt Nam Cộng Hòa khi mang ra so sánh với nền giáo dục Cộng sản Việt Nam hiện nay. Phát biểu trong phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng ngày 12 tháng 9 năm 2018, bà Ngân đã kêu than, nói là học sinh hiện nay học hành quá khổ sở, nhưng kiến thức thu về lại không được bao nhiêu. Khi kể lại kinh nghiệm học hành của chính mình, thì bà Chủ tịch Quốc hội đã chia sẻ như sau. Bích Trâm xin trích đoạn nguyên văn lời chia sẻ của bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Thực nghiệm thì mấy chục năm rồi, chắc từ hồi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam học phổ thông, công nghệ giáo dục này đã được thực nghiệm rồi. Thực nghiệm gì mà mấy chục năm như vậy? Giờ tôi thấy thương bọn trẻ con quá. Sao học hành giờ khổ sở quá vậy? Chúng tôi ngày xưa đi học đâu đến mức vậy mà từ tên núi, tên sông, tên cao nguyên thể hiện trên bản đồ sẽ ở đoạn nào? Giờ vẫn không thể quên được lịch sử các trận đánh, các triều đại từ Lý, Trần, Tiền, Lê đến giờ cũng vẫn nhớ y nguyên. Còn giờ hỏi bọn trẻ những thứ đó thì hầu hết đều không biết. Tôi có người bạn là giáo viên, khi xem sách của cháu nội tôi học mà bảo rất là khó, khác hẳn thời xưa mình học. Sao không để cho học sinh được học hành một cách dễ dàng? Chúng ta làm khổ con em quá. Vâng, thưa quý vị, đó là nguyên văn phát biểu của bà Nguyễn Thị Kim Ngân xung quanh nền giáo dục hiện thời, hiện nay của Cộng sản Việt Nam so sánh với thời của mà bà còn đi học. Và bà cũng phát biểu một ít về gọi là công nghệ giáo dục của giáo sư Hồ Ngọc Đại, thì dư luận trong nước đã chỉ ra là qua phát biểu này thì bà Ngân vô tình đã chửi xéo cái trò thực nghiệm công nghệ giáo dục gọi là vuông tròn tam giác của ông giáo sư Hồ Ngọc Đại mà Bộ Giáo dục Việt Nam đang thực hiện, thưa quý vị. Và bà cũng vô tình ngợi ca nền giáo dục miền Nam trước 75 mà bản thân bà từng được thụ hưởng khi mà còn là học sinh, và bà vô tình phê phán hệ quả của nền giáo dục cộng sản, trong đó học sinh không biết gì về địa lý, về lịch sử, và bà cho là đó là một nền giáo dục mà hành hạ và làm khổ học sinh. Thì thưa quý vị, theo lý lịch thì Nguyễn Thị Kim Ngân sinh năm 1954 ở Bến Tre. Và mặc dù người cha của bà được cho là đã vô bưng và mẹ của bà là người nằm vùng cho Cộng sản, nhưng bà Ngân vẫn được ăn học tử tế dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Và đến năm 1973 thì Nguyễn Thị Kim Ngân đã bước sang tuổi 19 và theo học ở trường Đại học Văn khoa Sài Gòn. Và sau đó bà bỏ học để theo Cộng sản. Và thưa quý vị, cũng là thưa anh Khắc Hành, có thể nói là mặc dù không nhắc gì đến Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà những lời bụt miệng có vẻ thành thực của bà Ngân phải nói là một cái tát chí mạng mà giáng xuống nền giáo dục Cộng sản Việt Nam. Và nếu như so sánh nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa dựa trên những triết lý tự do, nhân bản và khai phóng với nền giáo dục nhồi sọ của Việt Nam hiện nay thì phải nói là quá là khập khiễng. Thì anh Khắc Hành nghĩ sao về những phát biểu của bà Chủ tịch Kim Ngân mà đã vô tình nói lên sự thật về nền giáo dục xuống dốc của xã hội chủ nghĩa Cộng sản Việt Nam, nhưng mà chắc chắn là sẽ bị chế độ cho là hơi bị phản động, thưa anh? Đây là cái chuyện mà người Việt Nam mình nói là giấy thì khó mà gói được lửa. Trong cái cuộc đời làm đảng viên của mình, chắc lẽ bà Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đã nói dối nhiều điều. Thế nhưng mà có một điều sự một thật bà phải ghi nhận trong thâm tâm của bà thôi, là cái nền tốt đẹp, cái sự tốt đẹp của nền giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa mà chính bà là một cái người được thừa hưởng. Và về sau này khi mà càng nhìn thấy, khi so sánh với cái nền giáo dục của xã hội chủ nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng bê bết, thì chắc chắn là trong thâm tâm của bà lại càng công nhận rằng quả thật cái nền giáo dục mà bà được hưởng nó là một cái nền giáo dục rất là tốt. Và dĩ nhiên khi mà ấp ủ cái điều sự thực như vậy đó, thì nó có một dịp vô tình thì bà phát ra, bà khui ra, tuôn ra mà bà không nghĩ là mình đang nói một cái sự thật. Nó rất là khó chịu đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng ta ôn lại là cái nền giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa thì nó quá ngắn ngủi, từ khởi đi từ năm 1955 và chấm dứt năm 1975 thì 20 năm vỏn vẹn. Mà rõ ràng là 20 năm đó là Việt Nam Cộng Hòa lâm vào tình trạng chiến tranh, phải lo tới cái cuộc chiến nó liên miên suốt 20 năm đó. Thế mà
cái nền giáo dục của Cộng hòa Việt Nam Cộng hòa nó đã sản xuất ra một cái lớp học sinh, hay là mình nói là một lớp công dân rất là đàng hoàng và rất là có trách nhiệm, để mà giờ tới tận giờ này đây đấy, những cái lớp học sinh đó bây giờ đều tuổi là người trẻ nhất cũng thuộc loại ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại cả, thế nhưng mà họ vẫn cứ tiếp tục là phát hiện và phát huy được là một cái tính chất rất là tốt đẹp, nó thừa hưởng của vấn đề giáo dục ngày xưa. Bởi vì chúng ta thấy rõ ràng là cái nền giáo dục của Việt Nam Cộng hòa xây dựng trên một cái triết lý nó rất là đứng đắn, nó là nhân bản, dân tộc và tự khai phóng, như Bích Trâm vừa mới nhắc đó. Nói gọn lại là cái mục đích giáo dục của Việt Nam Cộng hòa là nhắm tới sự phục vụ đối con người, là một cái lý tưởng gần hơn là phục vụ quốc gia, làm rạng danh cho quốc gia, cho dân tộc, và với một cái tinh thần sẵn sàng chấp nhận cái sự khác biệt của những nền văn hóa khác và chấp nhận ý kiến của những người đối lập với mình. Thành ra từ cái triết lý mà, của cái nền giáo dục đó, nó đưa tới cái sự thực hiện chương trình giảng dạy của giáo viên là đặt đức dục lên trên trước, mới tới trí dục, rồi sau đó mới là tới thể dục, và rồi thì với một đưa tới một cái thái độ học tập của học trò trong học đường ngày xưa. Tóm gọn là một cái câu mà có lẽ là thời học sinh của thời đó không ai có thể quên được, là tiên học lễ hậu học văn. Thì mình thấy thì rõ ràng là khởi thủy đi từ một cái nền tảng của một nền giáo dục cho tới thái độ học tập của học sinh, nó xuyên suốt là nó phải nhấn mạnh tới cái chuyện đạo đức là trên hết. Chúng ta phải thấy rằng là có những cái tài liệu cho thấy là khi mà chiếm được miền Nam rồi, nó thống nhất được đất nước, chính những cái người cộng sản đã nhận thấy cái sự ưu việt của cái nền giáo dục Việt Nam, họ tính lấy cái nền giáo dục đó làm căn bản và sau đó mới phối phát triển thêm cho cái nền giáo dục toàn nước Việt Nam. Đó là chủ trương của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, chủ trương đó là chủ trương của ông chủ tịch của cái bộ gọi là khoa học và công nghệ Nguyễn Văn Hiệu. Nhưng mà như vậy thì chúng ta thấy rằng đâu phải là chỉ có bà Kim Ngân, mà ngay cả những hàng ngũ lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng Cộng sản đã phải công nhận là cái nền giáo dục Việt Nam Cộng hòa nó rất là đứng đắn và nó rất là hiệu quả. Thế nhưng mà về sau này chúng ta thấy rằng có lẽ là Bộ Chính trị đã tính đi tính lại và họ thấy rằng là không nên duy trì một cái nền giáo dục như vậy, bởi vì đạo đức thông thường thì bản chất của nó là sẽ đi ngược lại với cái đạo đức của Đảng Cộng sản, chuyên môn là dối trá, lừa lọc và coi như là mị dân. Và cái thứ hai nữa là nếu mà học tập một cách thực sự thì có lẽ là công lao của Đảng Cộng sản không có. Thành ra họ muốn có một cái chương trình giáo dục là đào tạo một cái thế hệ mà chỉ có biết đến tới Đảng, phục vụ Đảng, công nhận cái sự chính đáng cầm quyền của Đảng. Thành ra là từ đó mà đi, mình thấy là chính trị là cái môn mà là chính yếu, trong khi đó lịch sử bị coi thường, đạo đức coi như là hoàn toàn không đả động tới. Và từ đó thì chúng ta thấy là khi mà cái giá trị đạo đức của trong học đường, trong giáo dục không còn nữa thì xã hội xuống cấp, học đường xảy ra những cái lộn xộn mà chúng ta thấy như hiện tại. Và rõ ràng là cái chuyện mà quay lưng lại với một cái nền giáo dục đầy giá trị có sẵn như thế là một cái sự gọi là mất mát lớn đối với cái đất nước Việt Nam nói chung. Hiện nay chúng ta thấy là bây giờ Đảng Cộng sản Việt Nam muốn cứu vãn lại cái nền giáo dục đó mà cứ chạy đi tìm rất là xa xôi, tự tận New Zealand, tận Singapore gì, đó là một cái điều hình như là họ quẩn quá mà họ nghĩ như thế thôi. Rõ ràng đó là những cái chương trình giáo dục thì thường thường nó phù hợp cho cái đất nước, cho con người, cho học sinh của từng quốc gia một. Tại sao có sẵn đó mà lại không xài? Nhưng mà chỉ vì là cái sự tự ái, tự mặc cảm, hay là nhiều khi mặc cảm của những người ngu dốt, hoặc là huynh hoàng quá đáng của những người tự cho mình là chiến thắng mà nó ra nông nỗi như thế.